Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kiều Duy. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học tiếng Anh cơ bản. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm quen với bảng chữ cái ABC, đồng thời giúp các bạn hiểu hơn về chữ cái ABC nhé. Đầu tiên mình sẽ đọc lướt qua cho các bạn nghe thử. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo mình nha. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm nha các bạn. A, phát âm cũng rất là dễ. A, B, B, C, D, E. Chữ E trong tiếng Anh rồi đó, người ta đọc là E, E, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O như các bạn thì P, Q, R, S. Chữ S này thì đọc các bạn đọc bình thường thôi chứ không có câu lửa giống như đọc tiếng Việt nha. Các bạn đọc là S, T, U, V, W, X. Nên chữ S này, in chữ S này thì khác với chữ này ha. Mình sẽ cho các bạn dấu hiệu để dễ đọc hơn. Đó là dấu hiệu như thế này. Đây là dấu hiệu để các bạn dễ đọc hơn nha, chứ không phải là phát âm gì đâu. Đọc là X, X, hay là Y, Z. Rồi, và bây giờ mình sẽ cho các bạn tìm hiểu về chữ Z này. Đây. Chữ Z này thì một số bạn học người Mỹ thì người ta sẽ nói là Z, còn học người Anh thì người ta sẽ nói là Z nha các bạn. Hai người Mỹ và người Anh phát âm khác nhau. Còn mình học tiếng Anh thì mình sẽ đọc là Z nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé, bạn chữ cái này và bài hát. Bây giờ mình sẽ hát thử nha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, G. Khi vết vào bài hát thì hai chữ này, giữa hai chữ này các bạn thêm chữ M vào cho mình nhé. Còn đọc thì mình không còn đọc là NG đâu. Rồi, đối với bài hát thì chữ này mình đọc là Z, mình không đọc là Z nha. Và bây giờ các bạn cùng đọc thêm, các bạn cùng hát thêm mình nha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
sẽ hát lướt qua luôn nha, lướt nhanh qua luôn. Các bạn chúc các bạn may mắn, học giỏi trong học tập.